Hello everyone, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em Hôm nay là... bên đây là chiều thứ nhật rồi Tony mới cho hai thằng con của đi ăn cơm xong rồi tắm rửa cho tụi nó hết rồi ừ, Hầu chiều bây giờ nó có um, nhiều chuyện xảy ra lắm Thật ra... Ừ, đáng lẽ cái video hôm nay thật là Tony đang làm một cái điều khác Xong rồi chiều lại... Um, nó có nhiều chuyện xảy ra Đáng lẽ Tony làm cái điều tài khác rồi bây giờ cuối cùng thì Thôn đi sẽ làm một cái điều tài khác nữa <laughs> Không biết um, sáng hôm nay Thôn đi nghĩ là Thôn đi không có làm cái video nào hết bữa nay Mà bữa nay thì cũng một ngày đặc biệt lắm Tại vì đã cũng um, đã lâu lắm rồi, cũng 4, năm 4, 3, 4 tháng rồi phải không? Thôn chưa có đi phát cơm Hôm qua thì um, Thôn đi hứa bữa nay Thôn đi sẽ đi phát cơm với chị Hương thì sáng hôm nay thì Tony có um, trong cái đầu của Tony, Tony có suy nghĩ là Tony sẽ đi ra cái đường suối ở Tô Hô Ly á, thử thư viện á, chắc cũng có 11, 11 giờ rưỡi Mục đích của Tony là cái gì? Mục đích của Tony là Tony hy vọng là sẽ gặp được um, cái người Helen Bacalin làm tự thiện ở đó. Tại vì last, tuần trước á, thì cái người này đi phát cơm cũng 11 giờ. Nhưng mà bữa nay Tony tới đó, Tony chạy vô thấy nó vắng teo, không có ai ở đó hết á thì thôi cũng ngạc nhiên lắm thì uh, hồi thôi đi quẹo do thôi đi thấy một một người là anh đang đứng đó một mình của ảnh anh đang mang cái um, cái bát tiếng việt của mình là mình kêu cái cái bolo phải không uh, thì thôi đi vừa quẹo vô thấy anh đứng một mình của ảnh tự nhiên thôi có một cái cảm giác đã lâu lắm rồi thôi cũng không gặp anh mía đúng không uhm, đã trở qua mấy năm nay rồi từ cái ngày mà anh mía anh um, anh có một cuộc sống rất là là, là bình thường giống như mọi người thôi phải không mà bữa nay thôi thấy cái hoàn cảnh của ảnh á, mình cũng thấy buồn cho ảnh thiệt á. chứ thôi cũng không biết làm sao đây nữa biết bao nhiêu người đã trải qua ảnh để nói là giúp đỡ ảnh sau cái vụ mà hàng ca rồi mà ngày hôm nay á, ảnh cũng là ở ngoài đường như những gì thôi thấy như vậy rồi hồi chiều thôi đi về á, thì thôi đi um, có thời gian thôi coi mấy cái video của mấy người đại khái coi thử có chuyện gì nó xảy ra thì tự nhiên nó xuất hiện ra uhm, một cái video của thằng cường <laughs> nó ngồi đó đó nó ở trong cái phòng của nó đó nó đang nấu đồ ăn nó ngồi đó nó ăn nó đang kể bữa nay là cũng như là phần thứ nhì trong nó mua chắc thịt kho cái gì đó nó ngồi ăn ở trong phòng đó bữa nay là cũng như là ngày thứ nhì ngày mai nó ăn một lần nữa là là lần thứ ba nó sẽ xong nó sẽ xong cái đó mà trong cái hoàn cảnh nó đang ngồi nó ăn trong cái hình như ở trong cái ra đó mà nó làm vào cái phòng đó, phải không thấy nó một mình của nó nó ngồi nó ăn vậy thôi nó cũng thấy rất là tội nghiệp nữa đúng bữa nay không biết ngày gì thật ra thôi nó cũng không biết nữa nhưng mà ta cho thôi nên một cái tạo lại một cái suy nghĩ hồi trước đây mấy năm trước đây mình cũng thấy được cái cảnh của thằng cường cũng như là cái cuộc sống của nó nó chưa chắc gì nó giàu hơn ngày hôm nay Nhưng mà nó có được nhiều người thương nó Nó có được nhiều người Nó được được nhiều người tình thương Được nhiều, nhiều bạn bè Ngày hôm nay thì nó ngồi lẻ loi Trong cái cái gara đó Nó ngồi nó ăn một mình của nó Mình nhìn qua cái cảnh của nó Mình thấy nó nó cô đơn lắm Thấy nó cũng tội nghiệp lắm Còn cái người thứ ba Mà Tony đã có một cái suy nghĩ thì Cũng giống nhau Hai người trước đây Là anh Nhật Uber Đúng bữa nay Tony kêu lại Anh Nhật Uber Tony cũng biết được Cái anh này là anh có chừng độ hơn hai người kia nhưng mà trong cái thời gian mà nó đã xảy ra nhiều chuyện mà hồi anh mới mở cái kênh của anh á cái ngày hôm nay đó mình cũng thấy được ảnh uh, cũng biết được như vậy nữa ảnh là con người cũng rất là, là lẻ loi làm sao mà không biết được trong đó thôi cũng thấy được cũng như là những cái hành động của mình đó, nó cũng có một cái cái hậu quả chứ làm sao mà nó không có được giờ mình có chối bao nhiêu đi nữa mình có nói um, cuộc sống của mình nó có, nó có tốt hơn hồi trước đây hay nữa nhưng mà trong ba người này ai trong ai đều có một cái một cái trống trong trong cuộc sống của họ vậy phải không mà tại sao nó như vậy cộng đồng mạng ừ, trong ba người này ông bà cô chú anh chị em nếu mình nghĩ lại phải không ba người này có làm có một cái hành động mà nó làm trái lại à, nhiều người ở trên cộng đồng mạng lắm không thôi sẽ không cái bữa nay thôi không có kể về những cái hành động của họ làm mà thôi chỉ nghĩ là cái hội quả của nó thôi cũng như bữa nay thôi nói thiệt thôi lái xe thấy anh mía như vậy thôi thấy rất là buồn cho ảnh tự nhiên thôi về thôi đi coi cái view của thằng cường nó ngồi nó ăn cơm trong một một mình nó ở trong phòng mình thôi thấy nó rất là lẻ loi thấy cũng rất là tội nghiệp cho nó rồi anh nhật uber đó thì đã một thời gian là thôi đã nhận xét anh này cũng biết được cái hành động của ảnh nó 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 đã tạo cho ảnh một cái lẻ loi trong cuộc sống của ảnh lắm thấy không nhưng mình chính bản thân của thôi thôi không biết được như vậy mình càng lớn tuổi thì bạn bè nó càng ít phải không nếu mình có gia đình thì mình còn được cái tình thương của gia đình của mình còn nếu mà mình cũng như là Tony hay là Tony còn hai đứa con của Tony nữa mà nhiều khi Tony cũng thấy buồn lẻ loi trong cuộc sống của Tony lắm nhưng mà ba người này đều không có không thấy không có người thân cái gì hết á đương nhiên là họ thấy nó rất là lẻ lôi. Tại vì hồi trước kia Tony thấy nó qua cái màn hình thôi. Họ được rất là nhiều tình thương ở trên cộng đồng mạng này. Không vì Tony không có nói vì cái giúp đỡ của cái người mà giúp đỡ họ hay không. Ở trên đời này nó có nhiều nhiều điều mà nó quan trọng hơn cái đồng tiền lận. Đến especially cũng như là bây giờ cũng như đến cái tuổi tác mình càng ngày nó càng lớn á cái cái cô đơn của 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 trong cái bản thân của mình đó, nó càng ngày nó càng nhiều phải không cũng như thôi đang nhìn lại trong cái thời gian mà anh mía đang ở trong ở trong nhà của cái người mà giúp đỡ ảnh thằng cường mà đã đang ở trong nhà của anh khôi hay là anh nhật uber mới hiện tại đây mà anh mới mở kinh của ảnh đó phải không họ họ đều có được một cái niềm vui ở trong cuộc sống của họ mà hiện tại bây giờ họ không có không? À, cũng như um, họ trao đổi um, những gì mà họ làm đó. Nó, đã, nó là một cái trao đổi những gì mà họ có ngày hôm nay. Thấy không? Trong, trong đó nên không phải là nói về tiền bạc hay là vì cái gì mà họ làm. Đó. Thì bữa nay Thôn không có nói về mấy cái vấn đề đó hết. Nhưng mà vì cái hành động của họ đó, ngày hôm nay đó. Cũng như Thôn thấy anh Mía đứng ở ngoài đường đó, Cũng như là rất là buồn mà rất là cô đơn. Thấy không? Họ không còn được cái 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 tình thương của mọi người mà dòng dòng của họ, họ trước kia mình nhìn vô anh Mía cũng như là có nhiều người muốn giúp họ nhưng mà cái ngày hôm nay cái kết quả của ảnh á nó cũng là như vậy thôi Đúng không? Thì mình chạy qua thằng cường thằng cường nó có thể là bây giờ nó giàu hơn hồi trước Đúng không? Nó có thể um, nhiều nhiều điều lắm chỉ có một điều thôi nên thấy nó rất là cô đơn những mà mấy người anh chị em của nó mà, mà mà nó nó đã quen sau này đó ông bà cô chú anh chị em sẽ nghĩ lại đây phải không? Nếu mà cần nó cái gì đó thì họ là anh em của nó còn nếu mà không còn lợi dụng của nó nữa Hay là ngày tòa gì của nó nữa Là họ đều biến mất hết luôn Thấy không? Nó có 23.000 subscriber Mà cái ngày cái video của nó ngày hôm nay Nó làm bao nhiêu người coi vậy? Cái đó là một một cái Một cái Một cái, một cái trao đổi Phải không? Nó, 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 một cái hành động của nó đã trao đổi được cái, cái Những gì mà nó có ngày hôm nay Thấy không? trong đó nó cũng biết được nữa mỗi cái video nó làm cái đó là cũng như là một cái một cái trả lời trong cái hành động của mình nó rất là lẻ lôi Tại vì bây giờ chỉ có là Gần Cường nó chỉ còn bao nhiêu vậy thôi là làm Youtube Nhờ khán giả mà coi Mà cái đó cũng như là bây giờ nó không còn nữa Đừng có nói chi là mấy cái người mà nó kêu anh anh chị chị Nếu mà vì không phải là Nó có được cái cái gì đó để cho họ lợi dụng đó đó Họ cũng đâu có có trong cuộc sống của nó đâu Thôi nên thấy nó ngồi đó Nó ăn ở trong trong cái cái phòng của nó đó Mà Thôi nên nói thiệt Thôi nên cũng thấy buồn mà muốn rơi nước mắt dùm cho nó đó Ít khi mà Thôi nên có một cái 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 cảm giác như vậy đó mà thấy nó thấy nó cũng rất là tội nghiệp bây giờ Tony muốn nói về anh Nhật Uber ảnh cũng vì cái, cá nhân cái riêng tư của ảnh một cái quyết định của ảnh phải không bên nay anh có một cái kết quả ảnh cũng là rất là cô đơn làm sao mà mình không nhận mình không nhận ra được phải không thôi không biết cuộc sống của anh hồi trước khi mà anh xuất hiện trên mạng xã hội này chỉ có là biết là cái ngày mà anh mở kênh của anh đến một thời gian nào đó anh có một cái tình thương một cái một cái khán giả rất là đông để ủng hộ ảnh ở trên mạng xã hội này nè thôi nó cũng có là một người mà cũng làm youtube phải không thôi nó biết được cái cảm giác cũng giống như ảnh vậy thôi chứ một ngày nào đó mà tự nhiên thôi làm cái gì đó hay là làm sao đó mà cũng như là ông bà cô chú anh chị em mà không ủng hộ Tony nữa đó chắc thôi cũng thấy là rất là buồn cũng như hai người kia giống như thằng cường với lại anh nhật uber vậy đó thì đó đã, đã trải qua trong mấy một tháng mấy hai tháng nay rồi phải không từ cái ngày mà anh nhật uber mà mở kinh có một một, một 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 một, nhiều khán giả lắm ai cũng là một người ủng hộ anh hết á mà từ cái ngày anh lên đây anh làm cái cái quyết định của anh á mình đã thay đổi hết cái hoàn cảnh mà anh có hồi trước đây không ai cũng không có nghĩ cũng như là mình lớn tuổi rồi không ai nghĩ cái cái cô đơn của mình á hay là hay là cái cái lẽ lôi của mình nó nó không có quan trọng như mình nghĩ như vậy đó. mà bắt đầu rồi mình mình đã nằm trong cái 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 hoàn cảnh như vậy rồi đó. mình mới biết nó quan trọng bao nhiêu Thấy không như hôm uh, nay đã nói thằng cường nó có thể nó giàu hơn nhưng mà trong lòng của nó 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 cũng như là một con số không vậy đó. tại vì nó không có ai gần bản thân của nó hết đó đúng không nó có thể hồi trước kia hồi nó mới nhờ cái người giúp đỡ mà nó có được một chỗ ở đó nó có rất là nhiều người thương nó ở trên cộng đồng mạng nó còn có bạn bè rất là nhiều, cũng có một người này gọi, cũng có tình thương của cộng đồng mạng. Anh Nhật Uber cũng vậy, anh Mía cũng vậy. Mà từ cái ngày mà ba người này có vấn đề gì đó, mà họ họ cứ quyết định của họ nó đã thay đổi hết, thấy không? Họ họ đã mất hết những gì đó. mà họ có ở trước đây. Đối với Tony, họ nghĩ những cái tình cảm, những cái tình thương, những cái gì mà cộng đồng bạn trao cho họ nó không có quan trọng không họ mới có một cái quyết định họ nghĩ là cái đồng tiền hay là vì cái cá nhân của họ đó họ quyết định tới như vậy. Ngày hôm nay mình nhìn lại mình thấy tôi thấy rất là tội nghiệp cho ba người này. Phải không? Tại vì không ai mà càng lớn tuổi mà muốn muốn, muốn bị lẻ loi đâu. Không không muốn ai nghĩ của mình, không ai không ai để ý đến mình, không có ai quan tâm đến mình. Thấy không? Tôi đang nhìn qua cái màn hình của thằng cường với lại anh Nhật Uber đó. Thấy họ rất là tội nghiệp. Tony không biết uh, họ nghĩ làm sao nhưng mà đối với thôn Tony Tony cũng biết được họ cảm giác ra được như vậy chứ đối với Tony là một người mình có coi qua cái màn hình mà Tony cũng thấy được trong cái cách mà họ ngồi họ gọi ăn cái cách mà họ nói chuyện anh Nhật Uber hồi đó ảnh là một người thích ca nhạc lắm phải không đương nhiên một người mà thích ca đó là thích cái gì thích khán giả thích người ta khen mình phải không nhưng mà ngày hôm nay cũng như anh ca anh lên anh đây hát một bài nhạc của anh đó không ai thèm để ý đó hết đối với Tony, Tony thấy um, mấy mấy cái chuyện mà nó xảy ra như vậy nè, cũng như là một cái quả báo, cũng như là một cái một cái quả mà họ phải lãnh phù những gì mà họ làm. Cái nhiều khi uh, đối với Tony, Tony lên đây, Tony nói um, uh, anh mía thì đặc biệt rồi phải không? Nhưng mà cái vụ thằng cường phải không? Tony lên đây, Tony nó kêu thằng quẹt mỏ như gà, cộng đồng mạng kêu nó một người vô ơn. Nhưng mà Tony thấy um, những gì mà nó xảy ra hiện tại bây giờ với nó đó cái đó cũng như là cái trình phạt của nó rồi không không có gì bằng những những gì mà mình ngồi mình ăn cơm một mình của mình lẻ loi như vậy hết á không cũng như là những gì mình làm youtube mà mình có không ai chú ý đến mình nữa hết anh nhật uber cũng vậy nữa phải không bây giờ một cái video anh làm một cái ca nhạc anh anh hát lên đó không ai thèm coi không ai thèm ngó nữa hết cái đó cô thôi thấy cũng như là một cái một cái trình trình phạt thấy không một cái giá mà anh phải trả những gì anh làm hồi trước đây đối với Tony cộng đồng mạng mình ngồi ở đây mình mình bực những gì cái hành động của ảnh Anh đối xử với cái người mà giúp đỡ ảnh thằng cường cũng vậy nữa mà ngày hôm nay mình nhìn qua cái màn hình mình thấy cái um, những gì mà anh anh phải trải qua bây giờ đó thôi thấy nó cũng công bằng lắm rồi chứ <laughs> Có nhiều khi mình đòi hỏi rất là nhiều đối với mấy người này mà đối với thôi Tony, Tony thấy lại cũng như là ông trời ông cũng có mắt lắm tại vì không có gì nó bằng mình càng lớn mình càng cô đơn mình càng lẻ loi mình không còn bạn bè gì hết Thấy không cũng như là bây giờ mình lên lên cộng đồng mạng cũng như anh nhất muốn hát một bài nhạc nào đó đó nhưng mà anh nhìn lại những cái khán giả của anh đó, nó không có còn ở đây nữa hết đó đối với thôn này thôn này sau về chắc cũng thôn này cũng không lên đây uh, dám nói ép chỉ nói một hai lần đối với ai thôi chứ ông trời cũng có mắt cũng như là cộng đồng mạng cũng vậy nữa họ những gì mà những cái sai lầm mà ai làm đến gì đó đó cũng cuối cùng rồi ai cũng phải trả một cái giá hết thôi trước hay là muộn thôi chiều hôm nay thì nó có nhiều chuyện xảy ra đến cái đứa, um, hai bên kia phải không một bên thì anh ba một bên là thằng ndsn với lại so mai à. nhưng mà thôi thôi không có kể cái, cái, cái câu chuyện đó ngày mai thôi sẽ làm một cái video nói thêm nữa nhưng mà bữa nay thôi muốn nói về cái thằng Andy SCN đúng không ừ, hình như là ở trong cái community có có một người nào đó comment nó nói cũng như uh, là nó phải lên đứng lên đây mà làm một cái video để giải thích cho bản thân của nó không nó nói trong đó nó trả lời lại là nó không có làm gì sai hết trong lương tâm của nó hết trong người ta nói có một người đó kho mình nói cũng như trong lòng của nó nó cũng biết được nó làm sai nhiều điều lắm mà nó trả lời lại như vậy nó nói là trong nó không biết nó làm sai cái gì hết ông trời có mắt mà không, ông trời ông trời sẽ biết nhưng mà bây giờ thôi nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe như vậy để không? trong hai năm nay rồi không từ ngày mà nó xuất hiện Andy SCN đến ngày hôm nay rồi á đừng mình đừng có nói với ông trời mình chỉ nói là cộng đồng mạng với lại thôn đi thôi mình nhìn ra cái con người của nó ra sao phải không đa số cái bản tánh của nó ở ngoài đời nó ra sao hay cuộc sống của nó ra sao đó thì nó cũng giống như những gì nó xảy ra trên mạng xã hội này nè ngày hôm nay là nó đang ở đâu cộng đồng mạng không, mình không nghe đến nó nữa phải không nó muốn im lặng mà tại sao như vậy đúng không nó đã trải qua đến bao nhiêu người rồi Cộng đồng mạng Một bên hồi trước kia là bạn bè Bây giờ nó lật lật ngược lại Không còn ai là bạn của nó hết Bây giờ cái đám người mà nó chơi cuối cùng Là cũng lật ngược lại hết nó, nó, nó không còn đường nào nó đi nữa hết Vì bây giờ nó lên đây Nó chỉ nói là được bình yên Nó không muốn uh, phiền phức thêm nữa Ông bà cô chú anh chị em biết được Cái tánh của thằng Andy SCN cũng biết rồi Nếu nó mà còn một đường đi Nó còn một hơi thở đó thì nó cũng vẫn ở lên đây nè Nó không có bỏ qua ai đâu Chứ Tony có đọc nhiều cái email cũng như có, có có nhiều người Bạn của Tony trên màn, Ở trên Youtube này nè Nói cũng như thấy nó tội nghiệp Đối với Tony, Tony thấy nó không có tội nghiệp gì hết á. Phải không? Tony cũng không muốn nói đến đó nữa Cũng như là hồi trước Bữa hôm kia Tony làm cái short Tony đã nói rồi Phải không? Nó có gửi tiền về Việt Nam Nó làm tự thiện gì đó đó Nhưng mà mình cũng biết đó, Phải không? nó làm phước cho anh Lộc thôi Tại vì nó lấy tiền của Nó gom góp tiền của uh... Trong cái hoàn cảnh của anh Lộc á Bây giờ nó cứ nói là cho nó Tiền của nó hay tiền của ai nữa Nhưng mà mình đều biết được hết phải không Trên đời này ai cũng biết được hết như vậy đó. Nó đã tạo phước tìm cho anh Lộc Ngày hôm nay anh Lộc mới có một cuộc sống Bình yên hơn nó rất là nhiều không Có ai mà đến đây bây giờ ngờ Trong hai cuộc sống của anh Lộc với lại nó đó, Thôi nên chắc chắn á là cuộc sống của anh anh Lộc ấy, rất là bình yên hơn của thằng Andy SCN. Tony đã nói rồi, phải không? sau này Tony sẽ không nhắc tới về cái vụ um, cái tiền cái từ thiện mà thằng Andy SCN hay anh Lộc nữa, cái đó là có một cái quá khứ rồi. À, Tony không biết nhưng mà cái đó là nó đã qua rồi đối với Tony, Tony thấy um, cũng như là mình là một con người, phải không? cũng như mình thấy cái sai lầm cái sai trái của nó có nhiều khi mình muốn um, những cái hành động mà người ta làm đó phải phải bị um, trừng phạt. Cũng như là Tony đã nói về cái, um, anh Mía, thằng cường với lại anh Nhật Uber. Bây giờ thằng uh, Andy SC anh cũng vậy nữa, cộng đồng mạng có thấy có, có thấy những gì nó đang xảy ra không? Phải không? Đó đi trước khi muộn thôi, mình là người mình thấy cái hành động của nó vậy mình ấp ức trong lòng, đối với Tony cũng như vậy nữa. Thật ra mà nói Tony không có suy nghĩ mà muốn kiện nó cái gì hết, Tony biết Tony đem ra tòa đó, nó sẽ thua chắc chắn không có thể nào mà nó nó, nó 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 nó, chốt được cái cái vụ đó hết á nhưng mà trong lòng của Tony Tony thấy nó cũng không có đáng chỉ có là Tony chỉ thích lên đây cái tánh của Tony cũng vậy mình không muốn hại ai hết nhưng mà trong cái thời gian này nó nóng trong cái hoàn cảnh của nó nó một người nên tưởng đâu là nó nó ngon lắm thì đó lúc đó thì Tony chỉ muốn gì Tony chỉ, chỉ muốn um, ghẹo nó cho thôi không để cho nó không để cho nó bị nó nó nó, nó yên thôi mà qua một thời gian rồi cũng như là mình cũng biết chuyện gì nó xảy ra phải không trong lòng của thôn này thôn đi cũng không muốn hại ai hết thấy không cái này là chính cũng như nó lên đây nó nói là có người này phá nó cái này cái kia nhưng mà ông bà cô chú anh chị em thấy một điều là ông trời ông cũng có mắt lắm phải không thôn đi thấy cũng như là từ hồi nhỏ bây giờ lớn lên các ai cũng biết được phải không mình làm cái gì sai cũng như ta nói là cũng bị quả báo hết á chỉ có là trước hay muộn thôi ngày hôm nay thôi nên thấy cái hoàn cảnh của thằng Andy SCN cũng như là cái này là cũng như là một cái trừng phạt mình những gì mà nó lên đây trong mấy trong một năm mấy hai năm nay đó mà nó đã tạo ra đúng không rồi cuối cùng nó ra sao thôi nên nghĩ là chắc anh trong cộng đồng mạng bây giờ ai cũng biết nó là con người nó ra sao hết rồi phải không hai bên đều biết hết rõ nó lắm rồi chứ mình sao mà không biết được nữa bây giờ nó lên đây nó muốn làm gì nữa từ khi là nó đi chỗ nào khác không đi nghĩ ở ngoài đời không nên nó nói từ lâu rồi không có thằng này nó ở ngoài đời là cũng như hết chỗ này nó đi qua chỗ khác cũng như là không còn bạn bè gì ai đâu bây giờ ngày hôm nay ở trên cộng đồng mạng mà không còn một một, một chỗ đứng nữa đó thì mình làm gì được nữa đây phải không mình muốn bình yên đó có nhiều khi mình có nhiều khi mình làm người mình mua mình thấy cái hành động của nó mình bực tức trong lòng thôi chỉ có là cũng như thời gian nó đã đến khúc nào đến thời điểm nào đó bây giờ cũng như là cái này cái quà báo của nó vậy chứ không có gì bằng cũng như là mình lên cộng đồng mạng mà ai cũng biết cái mặt của mình rõ ràng mình chơi bên này cũng không được mình chơi bên kia cũng không được cuối cùng mình được cái gì bản thân của mình thôi trước khi mà Tony finish cái video này thì để cho Andy SCN nó gửi vài lời cho thằng Andy SCN để cho nó mãi mãi nó nhớ nha À, những lời lẽ này là Andy, S nó tặng cho cộng đồng mạng riêng bản thân của nó luôn nha ông bà cô chú anh chị em nhưng mà bây giờ mình nói những người mà mình coi họ giống như, như là thù là hằng nhưng một khi mình đã bỏ qua được cái thù hằng với nhau rồi một là họ họ sẽ là bạn vĩnh viễn hai họ không là bạn họ cũng chẳng là thù với nhau nữa đâu đối với anh đó là vậy cái cách sống của anh nó là vậy cho nên đó, đừng có bao giờ đứa nào mà ngồi ở đây cứ nghĩ rằng À, đưa cái này đưa cái kia lên một ngày nào đó Andy hay là Trang Lê sẽ đấu đá nhau tụi bay có nằm mơ có hóa kiếp chắc chắn Andy cũng không bao giờ cái đó là bản chất của Andy và cũng có thể là bản chất của, của chị Trang hay là của, của những người khác họ cũng sẽ họ sẽ, sẽ Hy vọng là Andy SCN nó nhớ những lời lẽ mà nó nói ra như vậy nha. Nhớ nha, đừng có quên nha. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em.